Toda persona que está al mando de un avión. Bất kỳ ai là lái chính trên máy bay, tàu thuyền đều có nghĩa vụ phải ứng cứu. Đơn thuần đó là sự đồng cảm, một cách nói rằng bạn phải giúp đỡ người khác. Iba a ser Ezeiza, Varsovia. Chúng tôi sẽ bay từ Ezeiza đến Warsaw và nghỉ đêm. Ngày hôm sau bay đến Rome và nghỉ đêm ở Rome. Chúng tôi đang đưa người tị nạn đến đó. Noche en Roma, ahí ya llevan los refugiados. Anh nghĩ sẽ thấy điều gì ở Ba Lan? Các gia đình bị ly tán, phụ nữ không có chồng, con không cha, các người già, có những người không muốn rời khỏi nơi họ đã ở, không muốn đi tới nơi họ sẽ đến và thậm chí không nói được tiếng khác. Dù họ sẽ thoát được nỗi lo sợ về bom đạn Nga, song những người này không muốn ra đi, ngay cả khi đến được nơi khác an toàn, vẫn có những đau đớn khi là một gia đình bị ly tán. Tôi là Yana, Yana Kuko, tôi đến từ Ukraine, miền đông nam của Ukraine, vùng Zaporizhia, thị trấn Orihiv. Tôi đi tàu đến Helm, Ba Lan. Chuyến đi dài 35 tiếng. Chúng tôi có 11 người trong một khoang, 6 phụ nữ, 1 đàn ông, 4 trẻ em. Cháu nhỏ nhất mới 5 tháng tuổi. Ban đêm, có một số người ngủ trên nệm ở lối đi. Ta tàu chật cứng người. Hãy lên xe buýt để chúng ta có thể giải quyết một cách trật tự. Dồn thêm đi. Chúng tôi không có thời gian để đếm người và có rất nhiều người ở đây. Tại đây mọi người hỏi về phương tiện để đi Berlin hoặc Áo hoặc một nơi nào đó tương tự và chúng tôi giúp họ tìm chỗ ở và thế đấy. Đúng vậy, đây là một điểm trung chuyển. Yeah, the only transit point.
I asked again volunteers about my destiny. Tôi hỏi tình nguyện viên về nơi tôi sẽ đến. Tôi cho họ xem hộ chiếu. Họ nhìn thấy hộ chiếu Ukraine của tôi. Và tôi hỏi, liệu tôi có thể sống ở đâu đó ở Warsaw không? Và họ đã giúp tôi lên xe buýt để đến trung tâm. Trung tâm nhân đạo dành cho người tị nạn. This is reception point and transportation hub. Đây là điểm tiếp nhận và đầu mối vận chuyển. Chúng tôi cố giúp những người này ở trong vài ngày và sau đó cố giúp họ có một căn hộ đơn giản hoặc thậm chí có thể có một nơi có thể ở lâu hơn. Tôi ra đi một mình. Tôi có em trai. Cậu ấy đang trong quân đội nên không thể rời Ukraine. Bố mẹ tôi quyết định ở lại Ukraine. Họ nói, bố mẹ sinh ra ở đây và sẽ ở đây đến cùng. Tôi nghĩ, nếu tôi ở lại thêm, có lẽ thị trấn của tôi sẽ bị chiếm đóng. Và tôi sẽ không thể rời đi, không thể làm việc hoặc đi lại, hoặc không thể liên lạc với những người khác. Vì vậy, để có tương lai, tôi quyết định rời khỏi thị trấn của mình. Đáng buồn là cuộc khủng hoảng này, cuộc chiến này, những gì nó đã gây ra, đã tạo ra cuộc di cư hỗn loạn. Người ta đi đến bất cứ nơi nào trên thế giới, họ đến bằng mọi cách, và khi họ đến, họ phải tùy thuộc vào phương tiện giao thông công cộng. Vì vậy, bất cứ ai gặp được phương tiện giao thông công cộng và có thể trả tiền, thì họ có thể đến rất nhiều nơi an toàn. Tất cả những người này hiện đều vô gia cư, chồng, con hoặc người thân của họ đang chiến đấu. Hiển nhiên, họ không có gì ở đây, không người thân, không bạn bè, không người quen chào đón họ và chăm lo cho họ rất tốn kém. Nhưng họ là người tị nạn, họ đề nghị được bảo vệ. Khi chúng tôi mới đến, tình hình rất rối. Vì vậy, ngay lập tức, bằng kinh nghiệm, chúng tôi cố tìm một nơi tử tế cho mọi người. Chúng tôi đang cố gắng biến đây trở thành một trung tâm tiếp nhận tạm thời, giống như một trung tâm trung chuyển. My name is Dana. Tôi là Dana. Tôi đến từ Ukraine. Và cha tôi vẫn ở Ukraine. Chúng tôi sẽ đến Ý. Vâng, chị có chỗ để nghỉ lại không? Có. Tôi có nơi để nghỉ lại. Đây là mẹ tôi. Mẹ ơi, các nhà báo từ Argentina muốn ghi hình mẹ con mình nói chuyện. Họ sẽ chụp ảnh hai mẹ con ạ. Họ sẽ chụp ảnh mẹ à? Vâng ạ. Mẹ phải chỉnh trang một chút. Xin chào, bà ấy ở đâu? Mẹ tôi à, ở Ukraine. Ở đâu? Mẹ ở Ukraine, ở vùng Cherkasy. Que es muy difícil aunque por toda la empatía que puedas tener hacia su causa, su persona, su sufrimiento. Quả thật, hoàn cảnh của họ rất khó khăn, ngay cả khi ta có thể đồng cảm với họ, với sự chính nghĩa của họ, sự đau khổ của họ, chúng ta cũng không thể hình dung hết về điều gì đang xảy ra với họ, về tâm tư và cảm xúc của họ. Hầu hết phụ nữ ta thấy ở đây đều là mẹ hoặc con của những người đàn ông phải ở lại chiến đấu vì họ buộc phải thế. Rất có thể họ sẽ không gặp chồng hoặc cha mình lại một lần nữa. Ta có thể đồng cảm ra sao? Ta có thể nói gì với họ? Điều duy nhất ta có thể làm là giúp họ tạm trú với đầy đủ nhân phẩm và dễ chịu nhất có thể, dù có những giới hạn, với tư cách là một khu vực bị khủng hoảng.
de las limitaciones que podemos tener como reunión y como crisis, ¿no? Así es que... Có bao nhiêu xe buýt để đưa người đi? Bây giờ là 2, sau đó xe sẽ quay lại và đón mọi người. Vẫn là các xe đấy. 5 phút, chúng tôi sẽ đưa mọi người lên máy bay. 5 phút. Bạn biết việc diễn ra đấy. Mọi người tuyệt vọng đến mức họ muốn. Họ thấy những người khác bắt đầu rời đi và tất cả đều đi theo. Đúng vậy, họ cố gắng. Nhưng chỉ những ai đeo giải băng ở cổ tay mới được lên máy bay. Không sao. Hãy hỏi xem cậu bé đang đi đâu. Em đi đến đâu? Đức. Chúng tôi được đưa đến đây. Giờ thì đứng đây nhé, trong khi chờ để lên đường. Chỗ này chỉ đi máy bay thôi. Chờ ở đây 5 phút nhé. Còn xe buýt ở đây, em rõ chưa? Hãy chờ ở đây 5 phút. Lại một trường hợp nữa phải không? Tôi không biết nữa. Họ cũng bối rối và tội nghiệp, anh biết đấy. Và nếu họ thấy một lối thoát, thì họ không quan tâm đến chuyện đi Ban Nha hay đâu khác. Có xe buýt đưa đón, cách đây vài km đến sân bay, không quá xa, 15-20 phút. Chúng tôi đưa đón được một số chuyến, có tổng cộng khoảng 200 người. Chị đến đây lúc mấy giờ? Tôi à, tôi đến đây lúc 8 giờ sáng. Giờ đã gần 2 giờ chiều. Vậy là 6 tiếng. Vâng, 6 tiếng. Rồi cũng đến lượt. Đến lượt rồi. Giờ đi đâu? Đi đâu ư? Lên xe buýt. Còn sau đó? Sau đó à, đến sân bay. Tôi không lo lắng. Tôi nghĩ đã có người lo liệu. Khi còn ở Ukraine, tôi đã lo lắng hơn nhiều. Vậy đấy, chúng tôi đang ở sân bay. Hy vọng vậy. Tim tôi đập nhanh hơn một chút vì tôi yêu nước Ý. Khi còn ở Ukraine, tôi nhớ đến Ý. Tôi rất thích đất nước đó. Hộ chiếu quốc gia Ukraine. Chị xong chưa? Xong rồi. Còn anh? Khi nào đến lượt anh? Đi đến đâu? Chúng tôi đã sẵn sàng, xong. Điểm đến là Rome, Fiumicino. Họ nói rằng thú cưng sẽ ở cạnh chúng tôi. Vâng, quyết định là như vậy.
Xin lỗi, quyết định ban đầu là tất cả thú cưng phải cho vào lồng và đưa vào khoa hành lý. Chờ một chút, chúng tôi sẽ xin phép cho con chó ở lại với chị. Chúng tôi bảo vệ tất cả mọi người. Họ bảo vệ tất cả các hành khách và họ cần xem giấy tờ cho việc đó. Con chó phải ở trong lồng, cầm ôm nó trong tay. Tôi hỏi họ có cần dịch không? Tôi có thể giúp trong suốt chuyến bay. We are talking about people sitting on the plane. They have to go to Italy. Chúng ta đang nói về những người trên máy bay này. Họ phải đến Ý. Họ không biết tiếng Anh lẫn tiếng Ý. Trong một số tình huống nguy cấp, tôi nghĩ rằng cơ thể và trí não con người. I think human body and human mind can generate incredible energy. Có thể tạo ra năng lượng đáng kinh ngạc để sinh tồn. Và tôi nghĩ rằng trong tình huống này, mọi người đang buộc phải làm nhiều hơn những gì họ đã từng làm trước đây. In all your previous life. Không chỉ Warsaw mà tất cả các quốc gia có chung biên giới đều tiếp nhận rất nhiều người. Họ bị phân tán và chỉ biết trông đợi vào Chúa. Bởi vì không chỉ là thời tiết lạnh giá hay ngủ trong nhà ga trung tâm, trên sân bóng rổ, ở bất cứ đâu, mà còn là những kẻ buôn người bắt đầu làm công việc xấu xa của chúng. Và thật khó kiểm soát vì đây là tình trạng hỗn độn. Quả thật, những gì đang diễn ra thật đáng buồn và thảm hại. Anh cảm thấy thế nào khi có thể giúp đỡ nhiều người tị nạn như vậy? Chúng ta có thể. Sao lại không chứ? Chúng ta có thể giảm bớt phần nào tình trạng đau buồn lớn lao này. Việc đánh bom vào các nhóm dân thường, dù ở Ukraine, Iraq hay Hoa Kỳ vài năm trước đây, đều thật là điên rồ. Tôi không biết nữa. Đó là những điều tôi cảm thấy kinh khủng nhất và khiến tôi muốn giúp đỡ để chúng không xảy ra một lần nào nữa. Tôi có mẹ tôi ở đây, ông tôi và ba con. Chúng tôi rất vui vì họ có thể bỏ lại phía sau địa ngục ở Ukraine. Nhưng họ lo sợ một chút về tương lai. Chị ấy hy vọng rằng mọi thứ sẽ ổn ở Ý. Chị ấy cầu nguyện. Chị ấy đã cầu nguyện vài lần. Chúng tôi thực sự hy vọng rằng chúng tôi sẽ quay trở lại Ukraine. Ukraine vinh quang. Các anh hùng vinh quang. Ba Lan vinh quang. Путин сдох.
I saw that the other people are. Tôi thấy những người khác lo lắng. Họ có con và có thể họ không biết đi đâu, làm gì. Nhưng ít nhất họ cảm thấy an toàn, được bảo vệ bởi các tổ chức nhân đạo. Humanitarian services. Họ sợ hãi à? Vâng, tất nhiên là họ rất sợ. Một số người trong số họ bị mất nhà cửa trong các cuộc oanh tạc. All that volunteers, social services, humanitarian services. Trong vài ngày qua, chúng tôi nhận được nhiều sự trợ giúp từ các tổ chức xã hội, nhân đạo. Đó là đồ ăn, nước uống, tắm giặt, đi lại và khả năng cung cấp một số thông tin. Họ đang sắp xếp cuộc sống cho chúng tôi. They organize our life. When people arrive here, they come, they are called. Khi mọi người đến đây, nhân viên trung chuyển gọi tên của họ. Như vậy, chúng tôi điểm danh họ, tập trung họ lại, chia ra những nhóm người nhỏ được phân từ trước đến các địa điểm khác nhau. To these territories, the different territories. The process is very long because the especially the police control is. Làm thủ tục rất lâu, đặc biệt việc kiểm soát của cảnh sát khá mất thời gian. Vì dù sao đó cũng là công dân của một quốc gia ngoài khối châu Âu. Vì vậy cảnh sát muốn chắc chắn và phỏng vấn họ. We sure interviews them. Chúng tôi đã ở đây hơn 3 giờ. Chúng tôi rất mệt mỏi. Chúng tôi đã lấy hành lý ra và sẵn sàng đi Viterbo. I hope that peace will come to Ukraine sooner or later. Tôi mong rằng hòa bình sớm muộn gì cũng đến với Ukraine. Chúng tôi sẽ giành chiến thắng và tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng có nền độc lập ở Ukraine và chúng tôi sẽ tái thiết đất nước của mình theo cách tốt nhất. In Ukraine, and we will reconstruct our country in the best way. Căn phòng dành cho ba người. Tôi nhớ là lần cuối cùng tôi ngủ trên giường trong một căn phòng ở nhà tôi là hôm thứ Tư. Vậy là cách đây 6 ngày. Khoảng 6 ngày trước. Vâng, đúng thế. The war will end sooner or later. Chiến tranh sớm muộn gì cũng kết thúc, nhưng tôi nghĩ chúng tôi đã thắng rồi. I would
Tôi mong muốn tất cả các tổng thống của tất cả các quốc gia trên thế giới sẽ cố gắng hết sức để tránh bất kỳ hành động chiến tranh nào trên lãnh thổ của họ. Họ là những người không muốn ra đi. Trước đây họ đang sống yên ổn thì đột nhiên bắt đầu thấy bom từ trên trời rơi xuống đầu họ. Và họ phải ra đi mà không có chồng, có cha. Những người già thì không con cháu từ ngày này sang ngày khác. Và bạn biết đấy, chuyến bay này sẽ phần nào giảm bớt tình hình bi thảm đó, nhưng nó sẽ không giải quyết được vấn đề.